Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý cô, dạ kính thưa quý vị, tôi sẽ nói rất là ngắn. Ngày xưa tôi đi theo bà nội đi chùa rất là hồn nhiên. Ở bên nội là gia đình Nho giáo và gia đình khoa bảng, thì thờ ông bà, thờ cha mẹ và thờ Phật là chính. Tôi lẫn quẩn đi theo bà nội mà thấy thích, không biết vì sao thích vô chùa ngồi lẩn quẩn ở ngoài chùa chơi vậy thôi, nhà không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà lúc 8 tuổi thì mẹ mất. Ban đầu tôi cũng không biết buồn, nhưng mà từ từ đó thì nhận ra rằng mẹ mất có nghĩa là không bao giờ còn thấy nữa. Từ đó thì tôi bắt đầu suy nghĩ vì sao có một người thân của mình đang tự nhiên như vậy, cái bỗng nhiên mất mà không ai nói trước, không ai thông báo, mà vì sao người mẹ sanh đứa con rồi lại mất đi, rồi không biết là con của mình sẽ ai lo. Và những cái câu hỏi đó nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu tôi cho tới ngày tôi lớn. Và năm 16 tuổi thì tôi bắt đầu tôi đọc triết, mặc dù tôi không có hiểu gì hết. Và tại vì có một thời gian gia đình cho ở nội trú trong trường đạo, trường Saint Esprit, cho nên tôi muốn đi tu, tại tôi thấy các sơ rất là đẹp, mà nói năng rất là nhẹ nhàng và đời sống rất là thanh tịnh. Tôi chỉ biết rằng tôi không thích sống ở ngoài đời, tôi thấy quá ồn ào, nó không hợp với cái tâm hồn của mình. Nhưng mà sau đó lớn lên đi ra trường ngoài học thì cái ý định đó thì lại cũng không có nữa. Nhưng mà dần dần đó, nhờ giáo lý của Đức Phật mà tôi tự trả lời cho tôi được một số những câu hỏi. Vì sao mà con người có, vạn vật có rồi lại mất đi? Từ giáo lý Đức Phật tôi nhận ra cái lẽ vô thường của trời đất. Điều gì có sẽ không, và điều gì không sẽ có. Và giữa hai cái có không đó thì mọi việc do cái nhân duyên mà thành. Mà đã nói nhân với duyên á, thì có nghĩa là Đức Phật dạy mình tự suy nghĩ, tự hành động và tự trả giá cho hành động của mình, tự trách nhiệm cho hành động của mình. Và cứ dần dần như vậy, rồi cái theo đạo Phật, rồi nghe lời quý thầy giảng giải, rồi tôi thấy cái cuộc sống thật là nhẹ nhàng. Và tôi thấy có những vấn đề rất là khó khăn trong đời sống, tôi cũng trên giáo lý Phật và nương nhờ Tam Bảo, quý thầy mà tự tôi giải quyết được những cái vấn đề tưởng như hết sức là gút mắt trong đời thường cũng như là trong đời sống của nghệ thuật sân khấu dân tộc. Và tôi xin đơn giản nói vậy. Xin cảm ơn. Chúng tôi có nhận được một cái tài liệu cô có gửi, và trong đó cô cũng có trình bày, và chúng tôi cảm thấy hết sức là ngạc nhiên, bởi vì là một người nghệ sĩ phải rất là bận rộn, nhưng mà cô lại có một cái thời gian tu tập cũng như là một cái thời gian đến với Phật Pháp khá lâu. Cô có thể cho quý Phật tử biết cụ thể là cái con số nó như thế nào không ạ? Dạ con cảm ơn thầy. Dạ thưa, khi mà tôi cảm thấy là giáo lý của Đức Phật đã tự tôi có thể trả lời được một số câu hỏi thì tôi quyết tâm đi vào trong này. Tại vì cái tánh tôi rất là bướng, tôi không muốn đi vào bất cứ một cái điều gì mà tôi không có cảm thông và tôi không có hiểu được. Sau đó thì có đủ phước duyên cho nên được sư ông Thiền sư Thanh Từ, Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt á, nhận làm đệ tử. Và tôi xin học thiền ở trên Hòa thượng cho đến bây giờ đã là được 30 năm. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì sư ông cho phép thỉnh thoảng trợ duyên cho bạn đạo, người nào có muốn có bạn giúp thì tôi cũng cố gắng hết lòng giúp, mà tôi thấy từ giúp bạn tôi được tinh tấn hơn. Với lại sau khi ngồi thiền một thời gian rồi thì lại được cảm thấy không muốn ăn thịt ăn cá nữa. Thì từ khoảng 18, 19 năm nay á, thì tôi ăn rau, chứ tôi không có ăn thịt cá. Hồi đầu á, là gia đình cũng sốt ruột lắm, sợ ăn chay, nói là ăn chay rồi làm sao mà có sức ca hát được. Mấy đồng nghiệp cũng nói như thế.
Nhưng mà cho đến bây giờ tôi thấy rằng ăn chay, tôi ăn giống như kiểu của tôi á, thì thấy là không có mệt chút nào, mà thấy khỏe thật nhiều. Mà thực sự tôi đã có được một cái đời sống thanh thản trong tu tập và đời sống thanh thản trong nghề nghiệp, nghệ thuật á, thì phải nói rằng sự đóng góp của gia đình, mà nhất là ông xã, là một người hết sức là lặng lẽ mà hy sinh cho vợ cho con. Mà mỗi lần tôi xin đi chùa thì ông xã cười, cái tôi về tôi kể lại cái ông xã cũng cười, cái ông xã nói đi chùa nghe lời thầy, nghe lời Phật, về làm sao mà mỗi ngày hiền hơn, mỗi ngày sống lặng lẽ hơn, biết hy sinh cho mọi người xung quanh hơn, thì như vậy thì cho đi chùa đều.